Alo. Dạ thưa bác sĩ, em có thấy cái số điện thoại này trong cái phần mà cái trung tâm y tế thành phố Biên Hòa mà đường dây nóng ạ. Vâng. Vâng, thì cho em hỏi là sáng em có hỏi một lần mà em chưa có rõ là gia đình em đi máy bay tới thành phố Đà Nẵng lúc 5 giờ rồi được người ở trong thành phố Hồ Chí Minh đi xe 7 chỗ ghé đón luôn rời Đà Nẵng luôn. Tới thành phố Huế là lúc 8 giờ, không có ghé đâu thành phố Đà Nẵng á. Thì hỏi như vậy thì mình khi mình về tới Đồng Nai mình về có phải cách ly không hay là khai báo y tế thôi ạ? À, về đây thì mình sẽ khai báo y tế và mình tự theo dõi sức khỏe tại nhà nha, tự theo dõi sức khỏe tại nhà Vâng. trong vòng 14 ngày Nhưng mà rồi có phải cách ly tại nhà không hay là chỉ khai báo đi y tế thôi ạ? tự theo dõi sức khỏe. Nếu mà thực ra thì cái vấn đề của anh hỏi nó cũng khá là nhạy cảm, bởi vì tùy là anh đến sân bay Đà Nẵng Vâng. nha, mà cái thành phố Đà Nẵng thì nó cũng đang trong lúc là thành phố Đà Nẵng đang là phong tỏa. Vâng. Cái thứ hai nữa là đang thực hiện giãn cách. Cái thứ hai nữa là cái người nhà của mình cũng đang sinh sống ở trong cái vùng có dịch ha, Không ạ. cho nên À, là dạ. cái người mà lái xe đưa mình đó, Dạ người em. đó người ta cũng đang sinh sống trong vùng có dịch chứ. Không ạ, em lái xe từ từ Đồng Nai chạy thẳng ra đó, em đứng chờ quốc lộ là máy bay vừa xuống là lúc 5 giờ là em chạy vô trong đó em đón là em đi luôn. Em không dám vô thành phố Đà Nẵng là vậy ạ. Tức là anh là cũng người khác ở ngoài Đà Nẵng, không phải là người dân của Đà Nẵng Vâng, đúng em là người Đồng Nai luôn. không? À, Em chạy xe ra trước rồi. để em chờ khi máy bay vừa xuống là em chạy vô em đón luôn. Rồi thì vậy thì anh mới thuộc cái đối tượng là tự theo dõi sức khỏe thôi. Có gì mình sẽ báo cáo, mình khai báo y tế và mình tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Vâng, không không cần phải cách ly tại nhà anh hả? Đúng rồi. Nhưng mà cái cách ly với tự theo dõi nó khác nhau một chút, là vì cái mức độ, tức là mình vẫn có thể là đi tới đi lui đây đó, nhưng mà cũng hạn chế tiếp xúc với nhiều người. Cái thứ hai là mình cũng phải mang khẩu trang, mình rửa tay, và mình cũng hạn chế và trực đi đâu đó khi thật cần thiết thôi. Thế chứ không phải mình nay tự theo dõi sức khỏe, ô tôi không cách ly, bữa nay tổ chức bạn bè nhậu chơi, cái đó Không, là không được có nghĩa là nha. mình vẫn đi ra ngoài bình thường được, nhưng mà mình Mình mang vẫn khẩu đi được trang. nhưng mà mình vẫn mang khẩu trang và mình hạn chế tới những chỗ đông người ha, Vâng. khi tiếp xúc giữ cái khoảng cách và mình thực hiện các biện pháp phòng dịch cho nó tốt thôi. Mà khi nào mình phát hiện ra cơ thể mình có cái gì đó bất thường, sốt, ho, đau họng ha, thì mình phải tới khám y tế khám ngay để người ta hướng dẫn cho mình. Tại vì mình cái yếu tố đó là mình cũng hơi 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 nhạy cảm một chút Dạ. nha. Tại vì trước khi đi ở đây là em đã biết là vấn đề đã ở Đà Nẵng là có dịch rồi nên em rất Đúng là rồi. sợ, em chạy trước ra thì em dừng ở ngoài quốc lộ. Thì khi mà chuyến bay chuẩn bị bắt đầu đón đáp là em mới chạy thẳng vô trong sân bay và em đón người là em đi luôn ra thành phố Huế, tại vì em rất là sợ em đi đường chắn luôn. Em không có vô thành phố nữa. Vâng. Thì trường hợp của em là không cần phải cách ly tại nhà, em chỉ di chuyển em đeo khẩu trang thôi ạ. Đúng rồi. Dạ, dạ xin bác sĩ cho em hỏi là bác sĩ tên là gì ạ? Cho em yên tâm gia đình em ạ. Tôi là bác sĩ Ánh, Dạ bác sĩ bác Ánh. sĩ Ánh Vâng, là và trưởng trưởng trung phòng tâm nghiệp y tế thành vụ phố Biên Sở Y Hòa. tế, phòng nghiệp vụ Sở Y tế Đồng Nai À, thuộc nha. phòng nghiệp vụ Sở Y tế hôm nay. Dạ em cảm ơn bác sĩ Ánh nhiều ạ. Rồi, chào anh. Dạ.